Và nó rất tuyệt vời đến từ quý vị khách quý đã có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Và để đáp lại tình cảm, lòng biết ơn của quý thân tộc Hoa Nhà Gái chúng tôi đến với toàn thể quý vị khách quý đã dành chút thời gian rất quý báu của mình đến chung vui với Hoa Nhà Gái chúng tôi trong buổi tiệc phu quy ngày hôm nay. Một lần nữa cho phép tiến sĩ xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu hai vị đại diện. Về phía Hoa Nhà Gái, trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đó là ông ngoại của cô dâu. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu, kính mời lên sân khấu về phía Hoa Nhà Trai, bác tư của chú rể. Xin mời hai vị cùng tiến lên sân khấu. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị cùng đến với những lời phát biểu đến từ vị đại diện của quý thân tộc Hoa Nhà Gái, ông ngoại của cô dâu sẽ có đôi lời gửi đến toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa tộc Hoa Nhà Trai, tôi xin được thay mặt cho Hoa Nhà Gái gửi đến quý vị khách quý một lời chào, lời chúc sức khỏe và lời thăm hỏi ân cần và lời chào trân trọng nhất. Tiếp theo sau thì tất cả cô bác, anh chị em nọ ngoại hai bên để bỏ chút thời gian quý báu để về đây tham dự buổi lễ thành hôn và chúc phúc cho hai cháu và gia đình chúng tôi được thật là hạnh phúc và vinh dự. Và sau cùng thì cũng chúc quý vị khách quý dùng một bữa tiệc thật là ngon miệng và vui vẻ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những lời phát biểu thật chân thành và cũng rất tuyệt vời vừa rồi đến từ ông ngoại của cô dâu đã thay mặt cho Hoa Nhà Gái gửi đến hôm trường của chúng ta. Ngay sau đây xin mời tất cả quý vị cùng đến với những lời phát biểu đến từ bác tư của chú rể cũng có đôi lời thay mặt cho Hoa Nhà Trai gửi đến quý vị. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa tộc họ nhà nữ, tôi xin phép đại diện cho tộc họ nhà trai. Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú bác, cậu dì, anh chị em của tộc họ nhà nữ đã tiếp đón nhà nam chúng tôi thật ân cần và nồng hậu. Không biết nói gì hơn, tôi xin chân thành gửi đến toàn thể quan viên hai họ, quý ông bà, cô chú bác, anh chị em, bạn bè, khách quý của tộc họ nhà nữ được dồi dào sức khỏe. Và đặc biệt xin chúc cho tình nghĩa xuôi gia, thông gia được mãi mãi bền lâu. Và xin chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Và cuối cùng, tôi xin chúc cho buổi tiệc được thành công tốt đẹp. Tôi xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn bác tư của chú rể và cũng xin cảm ơn ông ngoại của cô dâu rất là nhiều. Mời hai vị cùng trao nhau cái bắt tay thân tình ạ. Xin mời hai vị đại diện và cũng trân trọng kính mời hai vị trở lại vị trí của mình để chúng ta cùng tiếp tục đến với chương trình buổi tiệc phu quy ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn hai vị rất là nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, vừa rồi là ông ngoại của cô dâu cùng với bác tư của chú rể đã thay mặt cho Hoa Nhà Gái cùng với Hoa Nhà Trai chúng tôi ngày hôm nay gửi đến tất cả quý vị đang có mặt trong hôm trường đến một lần nữa nói lên tấm lòng tri ân sâu sắc của hai họ chúng tôi với sự hiện diện thật quý báu của tất cả quý vị. Và kính thưa tất cả quý vị, để có được giây phút thật ngọt ngào tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của cô dâu Ngọc Phượng cùng với chú rể Hoàng Vinh trên đế đài hạnh phúc ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn như biển trời của những bậc làm cha làm mẹ đã hy sinh cả cuộc đời của mình cho niềm hạnh phúc của chúng con. Và ngày hôm nay trong giây phút trọng đại này, chúng con sẽ được dâng những ly rượu mừng lên cho cha mẹ để tỏ tấm lòng hiếu thảo của chúng con. Xin mời chú rể Hoàng Vinh cùng tiến qua bên hông của thân sinh cô dâu đứng ạ.
khi đấng sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn. Công cha nghĩ mẹ hơn trời, làm con phụng dưỡng một đời không quên. Dù đi khắp bốn phương trời, ơn cha nghĩ mẹ không ai sánh bằng. Mời chú rể trở lại vị trí của mình. Và giờ đây xin mời hai bên thân tộc họ nhà trai cùng với họ nhà gái, quý vị cùng tiến lên phía trước một bước, nâng ly rượu chúc mừng gia đình xui gia thêm bên chặt. Xin mời. Vâng, tất cả quý vị, chúng ta vừa đến với một hình ảnh rất tuyệt vời được diễn ra trên sân khấu ngày hôm nay. Với ly rượu chúc mừng tình Suya mỗi ngày thêm gắn kết và bền chặt hơn nữa, cũng như cả bắt tay thân tình vừa rồi là những tình cảm thật quý báu mà tất cả quý vị đã dành cho hai con trong ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay. Xin cảm ơn và cũng xin trân trọng kính mời hai bên thân tộc họ nhà gái cùng với họ nhà trai trở về bàn tiệc để chung vui với tất cả quý vị khách quý. Trân trọng kính mời. Dạ. Và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị cùng đến với nghi lễ rót rượu của đôi uyên ương. Xin mời đôi uyên ương tiến đến tháp ly. Trong giây phút trọng đại, tràn đầy niềm hạnh phúc của cô dâu Ngọc Phượng cùng với chú rể Hoàng Vinh đang cùng nhau tay trong tay rót những ly rượu đầy và thầm trao cho nhau những lời hẹn ước sắc son bên nhau đến trọn cuộc đời. Rượu nồng hồn trai gặp ý thơ, bao nhiêu năm tháng đã đợi chờ, niềm vui chờ đợi nay đã đến, hạnh phúc tình ta lại nên thơ. Và ngay sau đây xin mời đôi uyên ương chúng ta cùng đến với niềm vui, niềm hạnh phúc, sự chia sẻ ngọt ngào trong cuộc sống bên nghi lễ cắt bánh cưới. Xin mời. Và kính thưa tất cả quý vị, ngay lúc này đây là hình ảnh rất tuyệt vời của đôi uyên ương đang cùng nhau tay trong tay bên nghi lễ cắt bánh cưới. Và cũng chính từ giây phút này trở đi, đôi uyên ương của chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, cùng tay trong tay đến với bến bờ yêu thương hạnh phúc. Và giờ đây xin mời đôi yêu người chúng ta trở lại ngày chính giữa của lễ đài hạnh phúc ạ, để cho tất cả quý vị khách quý chúng ta cùng hòa chung niềm hân hoan hạnh phúc của đôi yêu người trong nghi lễ hợp cẩn giao bồi. Và giờ đây xin mời quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị khách quý, xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu, cùng đến với niềm hân hoan của đôi uyên ương trong nghi lễ hợp cẩn giao bồi. Và tất cả quý vị chúng ta cùng dành một lời chúc mừng tốt đẹp, chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương của chúng ta bằng cách nâng ly vô một cái tông mạnh đi ạ. Nào xin mời quý vị chúng ta cùng vô một cái số 3 tiếng đếm nha. 1, 2, 3, xin mời. From the moment I
em như một chén rượu đào. Anh chưa nhấp miệng mà hồn đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say muôn đời. Xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị đã cùng nâng ly hòa chung niềm hạnh phúc của đôi uyên ương trong nghi lễ hợp cẩn giao bồi. Kính thưa tất cả quý vị, và đến với buổi tiệc cưới ngày hôm nay, tất cả quý vị chúng ta cùng đang tham dự buổi tiệc mừng đến với những món ăn rất ngon miệng của dịch vụ ẩm thực tiệc cưới Kim Ý đến từ thị xã La Gi. Và trong niềm hân hoan hạnh phúc ấy của đôi uyên ương cũng là niềm vui lớn lan tỏa đến những ông bà, cô dì, chú bác hai bên nội bên ngoại của họ nhà gái chúng ta ngày hôm nay. Và chắc chắn quý vị sẽ có mặt trong ngày hôm nay mang đến cho đôi uyên ương của chúng ta một món quà và lời chúc tốt đẹp nhất. Đến với chương trình tặng quà ngày hôm nay thì theo sự sắp xếp từ phía họ nhà gái của mình,